Vụ nổ súng một người chết ở Thái Nguyên, chi tiết lời khai của kẻ gây án. Do mâu thuẫn nợ nần, Nông Văn Tú đã nổ súng sát hại chị T vào tối 26 tháng 8 tại khu vực Tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 27 tháng 8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau gần 4 giờ xảy ra vụ nổ súng khiến hai người thương vong tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, các đơn vị chức năng đã bắt giữ đối tượng Nồng Văn Tú sinh năm 1988, trú tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, là hung thủ gây ra vụ án trên, đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng truy bắt. Sau khi bị bắt giữ, Nông Văn Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, thì vào năm 2017, Chị T sinh năm 1987, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, có nợ của đối tượng 50 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, chị T đã bỏ trốn và không có ý định trả mặc dù Tú đã nhiều lần đòi. Sau đó, chị T còn có những lời lẽ thách thức Tú về việc không trợ. Cách đây một thời gian, Tú gặp chị T ở chợ. Do bức xúc về việc người phụ nữ này vay tiền nhưng không trả còn buông lời thách thức, nên đối tượng đã đánh nạn nhân gãy tay, khi chị T vào viện, vừa Tú có đưa 30 triệu tiền mặt cho chị T. Sau đó nạn nhân vẫn tiếp tục làm đơn trình báo lên công an thành phố Thái Nguyên và đòi thêm 160 triệu thì mới đồng ý rút đơn. Thời điểm đó nếu trừ đi khoản 50 triệu tiền đồng đã nợ trước đó, Tú sẽ phải đưa thêm cho chị T là 130 triệu. Tuy nhiên lúc này gia đình Tú chỉ góp đủ 120 triệu đồng và đã xin nhiều lần nhưng chị T không đồng ý rút đơn. Đến tối 26 tháng 8, do bức xúc dồn nén cho nên Tú đã ra tay. Về nhân thân đối tượng Nông Văn Tú, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đông Bầm, thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2012 Tú mua đất làm nhà trên địa bàn của phường. Tuy nhiên người này sáng đi tối về chứ không ở nhà nhiều. Thời gian sinh sống ở địa phương, Tú không có điều tiếng gì. Đến năm 2018, Tú chuyển sang sinh sống tại phường Túc Duyên. Đáng chú ý là sau khi Nông Văn Tú gây ra sự việc này, cộng đồng mạng đã lan truyền dòng trạng thái của đối tượng chia sẻ trên Facebook mà nhiều người cho rằng Tú cảnh báo trước về vụ việc. Cụ thể, Tú đã đăng trên trang Facebook cá nhân, ra xã hội, khôn ăn người, dạy người ăn. Thế nên chúng mày đừng đắc chỉ sớm quá nhé, Tao chỉ chờ chúng mày sơ suất thôi thì Thái Nguyên lại có vụ lớn mà xem đấy. Khôn ngoan không lại với trời, để tao xem chúng mày khôn thế nào đêm có tiếng đồng, nhớ mà dậy, camera không kịp đâu. Trước đó như báo lao động đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 5 phút ngày 26 tháng 8, tại tổ 7, phường Túc Duyên, Nông Văn Tú đã sử dụng súng tự chế, bắn nhiều phát đạn về phía chị Tê và anh T, sinh năm 1988, trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phung, thành phố Thái Nguyên. Trong vụ việc này, anh T là chồng đã ly thành của chị T. Sau khi gây án, Nông Văn Tú đã thuê xe taxi đi từ tỉnh Bắc Giang bỏ trốn. Vụ nổ súng khiến cho Tê tử vong, anh Tê bị thương nặng và được lực lượng cơ quan công an đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, giám đốc công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng. Đến 23 giờ 15 cùng ngày, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được đối tượng tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ thêm.